Xin chào mừng tất cả các anh chị em và các bạn đã quay trở lại với kênh của Huyền Vi Bất Động Sản Bình Dương. Lại tiếp tục em quay khu dân cư Mỹ Phước 3 để cho cả nhà hình dung nha. Thì đây chính là trục đường đi vào khu dân cư Mỹ Phước 3. Trục đường này thì đi từ cổng vô nha cả nhà nha. Mọi cả nhà cũng thấy là bên hai bên đường là dân cư rất là sầm uất đúng không ạ? Hiện tại là khu này đang rất là phát triển. Bởi vì có bệnh viện Hòa Hảo này, bưu điện này và chợ nữa, nên là các anh chị em công nhân tập trung ở trong khu này rất là nhiều, vì nó nằm liền kề với khu công nghiệp luôn cả nhà nha. Ở khu công nghiệp Mỹ Phước 3 có tổng diện tích là 800 hecta gồm các công ty và tập đoàn lớn đầu tư như là công ty Colgate. Công ty Colgate là một trong những công ty sản xuất về bàn chải đánh răng ấy cả nhà. Tiếp theo đó là công ty như sản xuất về lốp xe hơi nè, lốp xe máy nè, công ty Cung Hô đó cả nhà. Và đồng thời còn rất là nhiều công ty khác nổi tiếng nữa. Vì thế khu này anh chị em công nhân viên tập trung sinh sống và làm việc rất là nhiều. Bên cạnh đó nó còn liền kề với trường Đại học Việt Đức, là một trong những trường có quy mô và diện tích lớn nhất cả nước nha cả nhà nha. Thì cuối tháng 12 này thì trường Đại học Việt Đức đã mở ra khóa học đầu tiên. Vì thế quý anh chị và các bạn, mình muốn đầu tư đất ở khu vực này và gần với khu công nghiệp Mỹ Phước 3 này, thì mọi người liên hệ cho em theo cái số điện thoại là 0973 508 841 để em sẽ tư vấn cho cả nhà nha. Và còn một số điện thoại nữa, đó chính là 0972 332 và 948. Cả nhà cũng thấy, mọi người có đồng ý với em là nếu chúng ta mua một lô đất ở gần khu công nghiệp, gần trung tâm và gần trường học thì sau này sẽ có rất là có tương lai đúng không ạ? Và nếu chúng ta mua một lô đất mà giấy tờ thủ tục pháp lý rõ ràng minh bạch thì chúng ta sẽ vô cùng yên tâm đúng không ạ? Vì thế quý anh chị nào mà mình muốn mua đất có sổ riêng từng nền này, giá dao động từ 650 đến 850, thì cả nhà hãy chú ý và xem hết cái video này. Em sẽ quay toàn cảnh dự án bên em đang triển khai bán giá F0 nha. Giá này là giá đầu tư nha cả nhà nha. Nếu quý anh chị và các bạn sống và làm việc ở khu vực này thì chúng ta cũng có thể mua để thuận tiện cho công việc đi làm của mình. Và còn nếu những quý anh chị nào mà muốn đầu tư khu vực này thì cả nhà cũng quan sát và xem hết cái video này. Tại vì sao ạ? Ngay thời điểm này thì bên em đã mở bán và đang nhận giữ chỗ F0 cho quý anh chị nào muốn đầu tư. Bởi vì đầu tư ngay thời điểm này là giá F0. Và đây chính là khu đô thị Bến Cát Cityzone của bên em. Khu đô thị Bến Cát Cityzone này có tổng diện tích là 3,6 hecta, gồm 255 sản phẩm, diện tích từ 60 đến 120 mét vuông và giá dao động từ 650 đến 850 triệu chưa chiết khấu nha cả nhà nha. Hiện tại là đang nhận giữ chỗ. Nếu quý anh chị nào mà mình cảm thấy vị trí này phù hợp với mình thì mình tiến hành nhận giữ chỗ. Nhận giữ chỗ ở đây là sao ạ? Có nghĩa là quý anh chị hiện tại là chưa có giá chính thức, giá này là chỉ giá dao động thôi. Nếu mà quý anh chị mình muốn và mình thích vị trí này rồi thì chúng ta tiến hành nhận giữ chỗ. Sau một tuần nữa thì chủ nhật tuần tới bên em sẽ mở bán chính thức, thì lúc đó sẽ có giá chính thức và có số lô và vị trí chính xác. Nếu quý anh chị và các bạn đến ngày mở bán, quý anh chị thấy cái giá đó nó không phù hợp, hay là cái vị trí cũng như là diện tích không phù hợp, thì bên em sẽ hoàn lại cái số tiền giữ chỗ cho khách hàng 100%. Và nếu quý anh chị đến ngày mở bán chúng ta thấy cái giá hợp lý thì cái tiền giữ chỗ đó sẽ chuyển sang tiền cọc cho tất cả quý anh chị và các bạn nha. Thì đó là một lợi thế. Bởi vì sao ạ? Khu này nó nằm liền kề với ba khu công nghiệp chính, đó chính là khu công nghiệp Mỹ Phước 2, Mỹ Phước 3 và khu công nghiệp V-Ship 2.
Vì thế cái nhu cầu tài chính 650 triệu là vừa tầm với anh chị em công nhân viên. Vì gần khu công nghiệp thì nó thuận tiện cho các anh chị và các bạn mình đi làm và làm việc ở khu vực này. Đó, vì thế nếu mà quý anh chị và các bạn mình muốn tham khảo thì liên hệ với em nha. Và hôm nay khách hàng lên tham quan dự án rất là đông, với số lượng đặt chỗ cũng khá là nhiều rồi. Vì số lượng này chỉ có 250 sản phẩm, số lượng rất là khan hiếm. Nên là quý anh chị và các bạn nếu mà muốn tìm hiểu dự án này thì liên hệ cho em theo con số điện thoại là 0972 332 948 thì em sẽ gọi điện và tư vấn cho tất cả các anh chị và các bạn những lô đất vị trí đẹp và phù hợp với nhu cầu cũng như là tài chính của tất cả các anh chị và các bạn nhé. Một lần nữa cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn đã chú ý lắng nghe video của em nha. Nếu cảm thấy hay thì mọi người hãy đăng ký nha. Đó, khách hàng lên xem rất là đông. Rồi em xin kết thúc video ở đây nha cả nhà nha. Chúc tất cả các anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe này, may mắn và thành công ha.